小朋友们，大家好！时间过得真快，我们今天已经学最后一次课了。现在大家刚刚，có thể thời gian trôi qua thật là nhanh không nào？Ngày hôm nay chúng ta đã đến với bài học cuối cùng, bài học số 16 trong chương trình tiền đề yêu tiếng Trung 1 của hệ thống giáo dục phát triển toàn cầu Dalia rồi. Và cô Phượng nhận thấy qua 15 bài học vừa rồi thì các con đã rất chăm chỉ, nỗ lực, hàng ngày chịu khó tương tác với cha mẹ. Và cô Phượng thấy các con đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy. Và bài học cuối cùng ngày hôm nay, cô Phượng tin chắc rằng các con sẽ rất yêu thích, bởi đây là bài học nói về các bộ phận trên cơ thể mình. Các con thấy trên màn hình của cô xuất hiện các bộ phận: mũi, mắt, tai, mồm, tay, đúng không nào? Và các con có biết rằng là các bộ phận này trong tiếng Trung nó như thế nào không? Các con hãy cùng học chăm chỉ với cô Phượng qua bài học ngày hôm nay để chúng ta cùng nắm được các từ này nhé. Và đầu tiên thì cô Phượng nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải đứng dậy để khởi động thôi. Ngày hôm nay cô Phượng sẽ phải đứng dậy chứ không ngồi như mọi ngày nữa, bởi đây là bài hát mà đã rất thân thuộc với tất cả các con rồi. Bài hát về các bộ phận của cơ thể người. Nào, các con sẵn sàng đứng dậy và vận động của cô Phượng với bài hát liên quan đến các bộ phận cơ thể thôi. Nào, chúng ta vừa hát vừa chỉ vào các bộ phận cơ thể nhé. Cô Phượng sẽ hát chậm để các con có thể theo kịp nào. Thâu, chén băng xì cái chèo, xì cái chèo. Thâu, chén băng xì cái chèo, xì cái chèo, yên chình. Ở tô Tuy hơ bì zi Thâu Chiên bằng xì cái chéo Xì cái chéo. Thế này đi hả bạn? Chúng ta sẽ làm lại một lần nha. Thâu Chiên bằng xì cái chéo Xì cái chéo. Thâu Chiên bằng xì cái chéo Xì cái chéo Yên chình Ở tô Tuy hơ bì zi Thâu Chiên bằng xì cái chéo Xì cái chéo. Wow, đồng chí này, chào mừng bạn, ta sẽ chưa được chưa họ. Các con đã chỉ rất là chuẩn, rất là chính xác vào các bộ phận cơ thể của mình rồi. Mặc dù mà có một số từ, bởi vì là từ mới, chúng ta chưa quen, cho nên chúng ta chưa phát âm chuẩn, đúng không nào? Và để giúp các con có thể phát âm chuẩn các từ mới ngày hôm nay, các con hãy cùng đọc to với cô Phượng nhé. Họ, khai sĩ. Thấu. Thấu. Chiên bảo. Chiên bảo. Các con vừa nói, vừa đọc và vừa chỉ luôn vào bộ phận trên cơ thể mình để mình có thể nhớ luôn các từ này các con nhé. Shikai, shikai là cái đầu gối đó. Cô Phượng cũng đang chỉ vào đầu gối của mình đây này. Họ, shikai, shikai. Đó, chảo, chảo là bàn chân của mình các con nhé. Chảo. Rồi, chúng ta đọc lại nào. Thấu, chiên bảo, shikai, chảo. Thấu, chiên bảo, shikai, chảo. Thâu chiên băng xì cái chèo xì cái chèo. Thâu chiên băng xì cái chèo xì cái chèo. Rồi dừng lại thôi, chúng ta tiếp tục đến với từ tiếp theo. Khứa. Khứa. Và thì các con muốn nối thêm một từ nào đó dùng khứa. Yền chinh. Yền chinh. Yền chinh. Ở tuộng. Ở tuộng. Đây là ở tuộng. Chuẩy. Chuẩy. Bí zi. Bí zi. Hứng hở. Nối lại thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ nối lại từ bài đầu, lời đầu tiên của bài hát luôn nhỉ. Thâu Chiên băng xì cái chào xì cái chào. Thâu chén băng xì cái chào xì cái chào. Yên chỉnh ở tô tuy hơ bì zi. Thâu
肩膀膝盖交，膝盖交。哇，你们做的真棒哈，你们真棒。Và chúng ta đã được làm quen với các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tương tác với cô Phượng trả lời thật to các câu hỏi của cô nhé. Hả? Chứ sẽ sầm mơ? Sầm mơ sầm mơ? Đề chứ sẽ ở đô. Các con lưu ý khi phát âm chữ ở. Các con cuốn lưỡi lên cho cô nhé. Ở. Ở đô. Ear, đô, hả? Chứ sẽ sấy the ear, đô. Chứ sẽ sấy the ear, đô. Chứ sẽ mau the ear, đô. Hân hảo. Chứ sẽ mau the ear, đô. Chứ sẽ mau the ear, đô. Hả đã, ồn khan. Mau the ear, đô, đa bù đa. Mau the ear, đô, đa bù đa. 我们看猫的耳朵很大是吧? 猫的耳朵很大, 那你的耳朵大不大? 对呀, có bạn nhỏ nào mà tai to thì chúng ta sẽ trả lời là 我的耳朵很大. Còn nếu mà bạn nào mà nhỏ, tai nhỏ, chúng ta sẽ trả lời là 我的耳朵不大. À, giống như cô Phượng, mình tai của cô Phượng cũng nhỏ thôi, không to đâu. Cho nên cô Phượng sẽ trả lời là 我的耳朵 bố tạ khấn họ họ muốn khan chưa sư sớm á chưa sư cậu sư vạ cậu nó nhị khan đây các con nhìn mũi tên nha, mũi tên đang chỉ vào mắt của bạn à, chó đúng không nào, các con nghe tinh ý xem câu hỏi gì và trả lời chính xác nhé. Chưa sư mau tợ yển chinh mà chưa sư mau tợ yển chinh mà. 非常好，这不是猫的眼睛，这不是猫的眼睛，那这是谁的眼睛？这是谁的眼睛？非常棒，这是狗的眼睛，这是狗的眼睛，很好。 Đây là mắt của bạn chó chứ không phải mắt của bạn mèo đúng không nào? Rồi chúng ta tiếp tục đến với bạn chu, hả? Chu. Bạn heo. Hả, chú đờ thấu sư sầm mây yến sơ. Chú đờ thấu sư sầm mây yến sơ đa. Wow, chân lý hại. Chú đờ thấu sư phần hồng sơ đa. Chú đờ thấu sư phần hồng sơ đa. Hẳn hậu. Nà, chú đờ thấu đa bù đa. 对，猪的头很大，对吧？很大，好，我们看，这是什么？我们的挤抡胳膊部分，各位明白吗？这大尿，这是眼睛，很好。这是什么？这是耳朵。对了，这是什么？这是嘴。 非常好，这是什么？这是鼻子。对了，这是什么？正确，这是头，很好。这是什么？这是肩膀，对吧？这是什么？The word gun，啊。 这是膝盖，对了，膝盖。啊，这是什么？Bàn chân của mình，这是什么？对，这是脚，很好，这是脚。好，那现在我们就快速的复习一下，chúng ta sẽ trả lời nhanh các câu hỏi của bộ phận nhé。câu hỏi những bộ phận nào，các con sẽ chỉ vào bộ phận đó của mình，và nói rằng我的在这儿。 的，比如我在喊，你的眼睛在哪儿？你的眼睛在哪儿？再挤吧，妈咪把脑袋到，我的眼睛在这儿，我的眼睛在这儿，很好。接着呢，各位在喊呢。
你的鼻子在哪儿？你的鼻子在哪儿？共三个半，几个轮空呢？好，我的鼻子在这儿，我的鼻子在这儿，非常好。好呀，功夫小伙子，肚子好好呢。你的肩膀在哪儿？你的肩膀在哪儿？那功夫练的做的功夫，你看看来起在龙门外功名做。我的肩膀在这儿，我的肩膀在这儿。Rồi, và trước khi kết thúc bài học thì cô Phượng muốn các con hãy cùng hát lại với cô Phượng bài hát ở lúc đầu của bài học nhé. Học khai始. Thâu, chén băng xì cái chéo, thâu, chén băng xì cái chéo, yên chinh, ở đô, dưới hơ bì zi, thâu, chén băng xì cái chéo. Ơi, cô nghĩ đây là một bài học rất là vui và đó cũng là một cái kết rất là vui cho chương trình tiền đề yêu kính chương 1 đúng không nào? Các con về cố gắng ôn tập thật nhiều lần các bài học trong chương trình của chúng ta để các con có thể thuần thục, nhuần nhuyễn, nói thật lưu loát và chúng ta có thể tương tác được với cha mẹ. Và bây giờ cô Phượng xin chào và tạm biệt tất cả các con. Hẹn gặp lại tất cả các con trong chương trình tiền đề yêu kính chương 2. Zai jiàn, wǒ ài nǐ men, wǒ ài nǐ men. Zai jiàn.